Trên thế giới, tháng 10 là một tháng đẹp trời với mùa thu ở Bắc Bán Cầu và mùa xuân cùng với những bông hoa đang nở rộ ở Nam Bán Cầu. Bạn đang muốn tìm kiếm ánh sáng mặt trời cuối cùng ở châu Âu hay là khám phá lễ hội Halloween của người dân Mỹ? Thì đây là những gợi ý của chúng tôi dành cho bạn về những nơi tuyệt vời nhất để ghé thăm vào tháng 10. Mùa thu có thể đã xuất hiện ở khắp châu Âu, nhưng bạn vẫn có thể bắt gặp mặt trời mùa hè nếu bạn đi về phía Nam. Greece tự hào có một mùa hè dài nhất ở Hy Lạp. Bạn vẫn có thể tắm biển và nằm dài trên bãi biển vào tháng 10. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để ta đi lang thang qua các ngõ hẻm. Tuy mệt nhưng bù lại đoạn đường vòng 16 km sẽ đưa bạn qua những cánh rừng thông và những ngôi làng đã bị lãng quên. Tháng 10 bắt đầu báo hiệu đã kết thúc một mùa hè dài, và lúc này trên đảo là những bữa tiệc có sự góp mặt của những DJ nổi tiếng và hơn 1.500 người vui chơi nhảy múa suốt đêm. Nepal là một trong những địa điểm tốt nhất trên thế giới cho việc đi bè vượt thác nước, phù hợp với tất cả mọi người, từ người mới bắt đầu đến những người đi điêu luyện. Mùa cao điểm để đi bè là từ giữa tháng 10 đến tháng 11, khi những con gành chảy nhanh hơn. Tháng 10 là một thời điểm lý tưởng để khám phá những con cá voi từ phía nam hùng vĩ đến để sinh sản trong vùng nước xung quanh bán đảo Vades ở đông bắc Patagonia. Có trọng lượng lên đến 50 tấn và dài tới 18 mét. Những con cá voi này từng là mục tiêu của những thợ săn cá voi, nhưng giờ đây chúng được bảo vệ kể từ thời điểm chúng vào vùng biển Argentina. Halloween không chỉ dành cho trẻ em Mỹ. Ở nhiều thành phố, lễ hội này còn là một lễ kỷ niệm lớn. Tại thành phố New York, sự kiện lớn nhất diễn ra ở ngôi làng Greenwich với cuộc diễu hành hàng chục nghìn người tham gia trong trang phục cực kỳ ấn tượng. Không ngạc nhiên khi New Orleans kỷ niệm sự kiện với những bữa tiệc đường phố kéo dài suốt đêm.